Chào các bác, để nói về một mẫu MPV vừa rộng vừa sang của dòng Toyota. Thực sự là các bác không nên bỏ qua dòng xe này. Một chiếc xe mà rất là đẹp luôn các bác nhá. Vâng, ghế nỉ, ghế da còn nguyên bản luôn các bác ạ. Ghế da còn zin nguyên bản, sờ cực kỳ mềm luôn. Một dòng xe cao cấp, thương hiệu đến từ Toyota. Một dòng xe, một hãng xe nổi tiếng. Vâng, chiếc xe em đang nói đến đó là Toyota Sienna 2007. Con này tại sao mà đến bây giờ nó lại vẫn chất như thế này? Một chiếc xe đẳng cấp, thương hiệu xế sang, dòng xe cao cấp, dành cho những người nổi tiếng, dành cho những người muốn sự thư giãn thoải mái, vừa có cái cao của những dòng SUV, lại vừa có sự thoải mái của những dòng xế sang Lexus, thì đừng bỏ qua chiếc xe này. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi các bác nhá. Vâng, 7 chỗ ngồi. À, thực tế con này là 8 chỗ, hàng đằng sau của nó hai ghế nữa. Úp xuống, đang úp đây này các bác này. Đấy, hàng đằng sau của chiếc xe này đang úp xuống thì cái này là 3 chỗ nữa thì là tổng là 8 chỗ ngồi nhá. Hàng thứ hai cực kỳ rộng luôn, với cái khoảng để chân rất là rộng rãi luôn. À, bây giờ này mời một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch YouTuber chuyên review xe sắp xuất hiện tại Việt Nam. Đấy, sẽ ngồi vào đây. Đấy, các bác thấy khoảng để chân của người ta rất là thoải mái nhá. Khi mà dựa lưng này rất là thoải mái luôn. Đấy, và trần không hề đụng nhá các bác nhá. Mặc dù là bạn ấy có thể cao là 1m75, thế nhưng mà trần không hề đụng một chút nào. Đấy. Thế còn về khoảng ghế ngồi đằng trước, khoảng ghế lái, anh kia, mời anh nhào rô và nếm sẹo nào. Lại một anh gầy guộc nữa. Anh ấy nhảy vào ghế lái và anh ngồi. Anh ngồi để cái cảm nhận về cái khoảng không gian ghế lái như thế nào. Đây các bác này, đầu tiên là cái bệ tì tay bên tay phải của anh ấy nhá. Cái đấy nó rất là thoải mái khi mà các bác đi đường trường. Đấy, rất thoải mái khi đi đường trường. Ghế da ôm sát người. Đấy, và các bác có biết không, tất cả xe của con xe này, ghế da của người lái, người phụ này đều có túi khí. Đấy, là cái rất là an toàn. Cái thứ hai là có ghế chỉnh điện đối với cái ghế bên kia nhá. Ghế chỉnh điện, đó là để sang bên đấy quay cho nó hoành tráng nào. Con này chưa cần nói về sơn si tôn vỏ vì con này độ zin của nó có thừa. Bao cam kết cho bác máy số cực kỳ ngon, không lỗi lầm. Đấy, chỉnh điện đàng hoàng nhá các bác nhá. Đấy, ghế chỉnh điện hoạt động bình thường. Tất cả các chức năng. Và đây các bác nhìn này, phần vô lăng. Vô lăng thì cũng đã theo thời gian rồi, nhưng mà nói chung là vẫn rất ok. Đặc biệt là cái phần các cái mạ kim cương, nạm kim cương này các bác này. Đấy, các bác nhìn này, từ vô lăng này cho đến mặt táp lô, cho đến mặt vô lăng. Đấy, ốp gỗ của nó còn nguyên như thế này mà, đẹp như mới luôn này. Ốp gỗ này bọc đẹp như thế này mà. Đấy các bác nhá, tất cả các phím của nó vẫn còn rõ ràng, nghĩa rằng người ta là chưa sờ nhiều, bám ít, thế nên là của nó vẫn còn rất chất. Đặc biệt là túi khí an toàn. Và các bác để ý màn hình đồng hồ này hiển thị số nhá. Các bác có thấy số to đâu? Không phải là km trên giờ đâu. Chả lẽ xe to thế này mà chạy chậm. Con này không hề chậm một chút nào. Con này tốc độ max của nó là 180 km/h. Còn cái này là nó gọi là dặm đấy các bác ạ. Vâng, 110 mile trên 1 giờ. Thì tính ra là các bác cũng là tầm 180 cây/h. Đấy, đấy là mile nhá các bác nhá. Thế còn gương kính cụp xe điều chỉnh điện hiện đại xịn sò. Và dòng này nó không như những dòng Hàn Quốc ạ. Nó cụp rất nhẹ nhàng và êm, không hề nghe thấy cái tiếng cụp luôn các bác ạ. Vâng, cái gương chiếu hậu của nó thực sự phải nói là cái motor nó cũng rất là cao cấp. Đấy, cực kỳ êm. Tiếp theo các bác để ý cho em này. Nếu mà nói là sơn lại nha thì các bác để ý cho em cái chỗ này. À, tem nhãn nó còn nguyên. Các bác có nhìn thấy cái chữ gì không ạ? À, Indiana. Đây là sản xuất tại Hoa Kỳ. Và bang Indiana. Đấy, sản xuất tại Toyota Motor Manufactory Indiana tại Hoa Kỳ. Đấy, đây là một chiếc xe sản xuất tại Mỹ nha các bác nhá. Sản xuất tại Mỹ tiêu chuẩn Nhật Bản. Đấy, hàng xịn sò, nhìn đâu cũng thấy xịn sò rồi. Chưa cần nói đâu. À, các bác nhìn bậc để chân này. Đấy, từ bậc để chân này. Cái này thì dán ốp thêm thôi, nhưng mà nó vẫn còn tương đối là ok. Một chiếc xe xịn sò như thế này nhưng giá tiền nó lại vô cùng mềm. À, giá tiền em cũng chưa nói ngay đâu. Đây các bác nhìn này. Đây gọi là 9.4 vạn, nhưng mà 9.4 vạn mai các bác nhân 1.8 lần lên thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 17 vạn mình nhá. 17 vạn. Đấy cũng là một con số không hề nhỏ. Tuy nhiên
Với một chiếc xe 14 năm 2007 đến bây giờ, nhập khẩu và lăn bánh từ 2008-2007 đấy ạ, thì đây là một chiếc xe vẫn còn rất là ít, đi ít luôn, này túi khí cho người lái luôn, rất an toàn. Cảm giác của anh ngồi ghế da này như thế nào? Anh nhìn nó phê lắm anh ạ. À phê à? Đúng rồi, ông này chỉ biết phê thôi, chưa biết cảm nhận được cái gì cả. Đấy, cái này thì sẽ là cửa điện, nhưng mà cửa điện bên này thì nó đang chấm mút một chút nên là nó chưa có hoạt động được như cửa điện bên kia. Cửa điện bên kia em chỉ nháy một cái là xong. Này các bác nhìn này, chỉ của cửa điện còn nguyên nhá, chỉ cửa điện còn nguyên zin luôn. Đấy, không cần phải đâu xa như các bác nhìn này, khoảng để chân này. Đấy, ghế lái người ta tiến lên một chút cái là khoảng để chân chỗ này nó rất là rộng rãi luôn. Lại có thêm led. Đây là led khi mà bác mở cửa ra đấy, người đằng sau người ta ngồi, à người ta nhìn thấy thì cũng sẽ rất an toàn cho các bác luôn. Keo chỉ zin, không cần trình bày câu thứ hai. Đấy, kính điện xịn sò. Đấy, thấy chưa các bác này, kính điện auto xịn sò luôn. Tappy của nó giờ da này, da của nó sờ rất là mềm luôn nhá. Chiếc xe này thì nó mang biển Quảng Ninh. Đấy, nói chung là độ chất thì có thừa. Các bác nghe tiếng gì không? Đấy, một cái tiếng gọi là tôn dày chứ không phải là bả dày. Đấy, độ chất của nó còn như thế mà. Ông nào thợ to chấp hết một mắt. Vâng, thế còn cánh này em mở cho các bác nghe. Đấy, các bác nghe tiếng của tôn dày, lớp tôn rất dày luôn. Tôn của hàng nhập bao giờ nó cũng rất dày, nên là xe nhập bao giờ đi nó cũng rất là đầm. Phát biểu cảm tưởng, hàng ghế ngồi phía sau như thế nào? Hàng ghế phía sau thì quả thật là rất rộng rãi. Ừ, thoải mái các tư thế ở đây. Ai chả, duỗi chân, con này thua mỗi con gì nhỉ? Con gì đợt trước bán nhỉ? Lúc ghen U7 à? Lúc ghen U7, một con xe có 4 chỗ ngồi thôi, ghế massage đàng hoàng. Đây các bác nhìn này, con này thì nói thật là em chỉ chê mỗi cái đầu thôi. Cái đầu này thì nó hơi tròn tròn một chút, nhưng mà nó đúng theo phong cách của Toyota những năm 2008-2007. Đấy, form của Toyota nó hơi bị củ chuối một chút, chủ yếu là về chất của máy móc bên trong, chứ còn về thiết kế thì nói thật là em chấm điểm 5 cho chất lượng về Toyota. Thế nhưng mà đây các bác nhìn này, con xe này bề ngang rất rộng luôn nhá. Cái bề ngang của chiếc xe này lên đến 2m2. 2m2 các bác ạ, không hề nhỏ một chút nào luôn. Nó rộng ngang những mẫu xe tải. Đây là một dòng xe phải nói là dòng xe sang, đi rất là đầm, và nó được mệnh danh là phi thuyền mặt đất rồi. Thế còn bầu đèn của chiếc xe thì các bác để ý cho em, bầu đèn này, bầu đèn pha này, led sáng choang luôn nhá. Đèn sử dụng ít, không hề có lỗi lầm. Đấy, dưới gầm của xe thì đèn gầm thì nó hơi cũ theo thời gian, tuy nhiên là đã được độ thêm hai quả đèn trợ sáng, đèn bằng bi. Hai quả đèn bi trợ sáng. Đấy các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. Xe thì được chủ Quảng Ninh, người ta sử dụng cũng một thời gian ngắn thôi, vì con này không phải là một chủ nữa nhá, con này nhiều chủ rồi, khoảng tầm hai chủ đổ lên rồi. Thế nhưng mà về chất xe thì các bác không cần phải nghĩ luôn, máy rất êm. Bây giờ thì ta sẽ cùng đi đến cái đoạn đằng sau để cho các bác cùng xem. Một mẫu MPV đây các bác à, giá nóc à. Đấy, phục vụ những chuyến đi xa. Thế còn cửa đây, giật nhẹ cái cửa điện luôn. Đấy, em nói rồi, cửa bên kia nó có vấn đề một chút, nhưng cửa bên này ok luôn. Đấy, rất là xịn sò và đều tem nhãn đầy đủ, còn nguyên nhá, tem nhãn này còn nguyên. Xe rất là cao cấp luôn, một dòng xe MPV đến từ Nhật Bản, nhập khẩu tại Mỹ. Đấy, tất cả các chức năng vẫn còn rất ok. Đấy, thấy chưa, cửa điện tự động mà con này có hít nhá. Cửa hít đàng hoàng nên là các bác chú ý là cửa hít, nên là các bác cũng cẩn thận kẹp tay. Đấy, nội thất bên trong, tầm này thì bắt đầu nó tối rồi, nên là em sẽ phải review nhanh cho các bác để các bác cùng xem. Mở hết cửa ra đây, tầm này nó không có ấy đâu, mở hết cửa ra để lấy ánh sáng. Hạ kính xuống nhá. Các bác có thể để ý cái phần đèn hậu ấy. Đèn hậu là sử dụng đèn bóng tròn, bầu đèn tròn, căng đét đẹp luôn. Và bên này đây các bác này, xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng. Đấy, không ngập nước nhá. Máy số thì chạy cực êm. Dòng xe này đừng nói đến chuyện dung tích xi lanh, mà hãy nói đến chuyện là máy nó có ngon hay không, nó có đầm hay không. Cái đấy thì các bác phải lên chiếc xe này thì các bác sẽ hiểu. Một dòng xe cao cấp bấm nhẹ. Con này thì không có tự động mở cánh đâu nhá, mà sẽ phải nâng lên. Đời cũ mà. Vâng, nhưng mà bù lại thì các bác, đây này, khi mà em gặp cái hàng ghế phía sau xuống thì nó như thế này đây. Yêu ơi, trông nó hơi bẩn bẩn một chút. Cam bản là con này chủ cũ người ta toàn chở cái mấy cái thùng tiền mới ấy, nên là đâm ra là cứ để này thôi.
Bây giờ là em sẽ thao tác để bật cái ghế lên. Mời anh Tô Lan đây sẽ thực hiện thao tác bật ghế lên. Đấy, ghế chìm đấy. Úi giời. Bỏ cái chai nước ra nào. Úi giời. Ai chà chà. Anh này anh chưa chuyên nghiệp lắm nên đâm ra là nó cũng còn hơi là gần luột là. Thế nhưng mà các bác đấy, thấy chưa? Đấy các bác à, hàng ghế phía sau khi mà dựng lên đấy thì các bác có biết là đây cái chỗ để đồ này quá là rộng rãi luôn. Nếu các bác mà đi những cái chuyến đi xa, các bác hay đi picnic dã ngoại đấy thì các bác sẽ biết rằng là như thế này thì nó cực kỳ rộng rãi luôn nhá. Đấy, nào kéo cái này lên nào, kéo cái này, bỏ cái máy bơm ra, khuyến mại cho các bác một cái bơm lốp nhá, khuyến mại cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, bây giờ anh ấy thao tác thuần thục rồi thì cái hàng ghế phía sau ấy đẩy lên rất nhẹ nhàng đó, và làm một hàng có ba ghế đấy, các bác thấy không? Cái khi mà đẩy lên thế thì cái khoảng để đồ ở bên trong đây rất là rộng rãi, có thể chở được đến tính ra là khoảng 5 người ngồi bên trong. Đấy, chỗ này 5 người thì chắc là cũng thừa thừa. Mời anh xông pha vào đấy để cho người ta thấy rộng. Nhảy vào rồi ôi đấy, các bác thấy chưa? 5 người ngồi vẫn thoải mái ấy. Ui giời. À, một mình trốn ở trong này à, như kiểu trốn Covid thế này không được rồi. Đấy, các bác thấy đó. Vâng. Thế còn đây em quay kỹ cho các bác phần đằng sau này. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, các bác nhìn này. Keo chỉ đều này. Chỉ căng, tem nhãn còn nguyên nhá. Chả cần nói đâu, chỉ tem nhãn còn nguyên. Nhưng mà cái con này thì cũng có sơn xì tút xì tát lại rồi các bác nhá. Vì cái chất sơn ấy, sau nhiều năm thì chắc chắn là sơn nó sẽ bị oxy hóa một chút, nó vàng một chút. Đấy, cái này thì có bình thường thôi các bác. Đây, còn tem còn nguyên này. Đấy, cái đấy là bình thường các bác nhá, không hề có cái lỗi gì cả. Đấy, thế còn về gầm sàn, dòng xe này gầm sàn của nó hay sao? Đây là lốp sơ cua. À, các bác nhìn này, gầm này vẫn là rất là đẹp luôn. Đấy, bù sáng choang này, đi ít này, lốp dày này. Đấy, con này thì sử dụng 4 quả lốp. Đây, các bác nhìn, lốp này là lốp Michelin nhá. Đóng cửa một bên bên này thôi, để tí nữa cho bên kia người ta đi. Lốp Michelin, la răng đúc 18 inch các bác ạ. 18 inch, lốp 2, 35, 65, 18. Và các bác để ý la răng 10 chấu kép của xe rất là đẹp. Kết hợp với phanh tăng trống, dòng này không sử dụng phanh đĩa đấy nhá, mà sử dụng phanh tăng trống. Đấy, các bác nhìn ạ, vâng, rất là đẹp luôn. Bên này thế ạ. Đấy, một dòng xe đẳng cấp, thương hiệu đến từ Nhật Bản. Vâng, một dòng xe MPV với kích thước dài 5m nhô. Đấy, các bác nhìn là xe rất là to luôn nhá, to cao. Đấy, người bình thường như một anh thanh niên 1m7 mà đứng với xe nó còn như thế kia. Đấy, dòng xe rất là to cao, hầm hố, và đặc biệt là độ đầm chắc thì thôi rồi. Bây giờ thì em sẽ đề nổ chiếc xe này cho các bác để các bác cùng nghe tiếng máy cũng như là độ chất của cái khoang máy của chiếc MPV này. Và bây giờ thì em sẽ đè chiếc xe này lên. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, máy ok luôn, chạy rất là êm. Em mở sẵn nắp cabo rồi. Đây các bác nghe tiếng máy này. Con này thì sử dụng động cơ V6 các bác nhá. Động cơ V6. Đấy, các bác nhìn này. Động cơ thì khá là hầm hố, V6 của Toyota. Thời này thì nó vẫn sử dụng công nghệ động cơ cũ thôi. Tuy nhiên là cái động cơ này được cái là rất là êm và tiết kiệm nhiên liệu. Tuy là V6 máy 3.5 nhưng mà mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này nó chỉ khoảng hơn chục lít thôi các bác nhá. Hơn chục lít thôi. Một chiếc xe máy rất là êm. À, xem nào, có hơi thừa hay không? Ui giời. Tình hình này em vặn không được. Con này thì bao cam kết cho bác, tí nữa em sẽ lấy cái cờ lê để em vặn mở ra cho các bác xem. Đấy, thế còn chân máy đây. Chân máy thì cũng đã thay thế chỉnh sửa rồi. Còn được cái máy ngon. Con này máy thì đừng có hỏi câu chuyện là sao lại ngon thế. Cực kỳ êm luôn. Aqui GS. À, bầu hút gió này, to vật vã luôn. Và đây là hộp cầu chì. À, khung sườn này. Đây các bác nhìn này, style này. Đấy, theo năm tháng thì đừng chê bảo sao xe nó cũ nó già. Tuy nhiên là độ chất của con xe này có thừa. Lên bật đèn đi, bật đèn pha nhá. Đấy các bác nhìn này. Đấy, đầu răng này. Số còn nguyên. Pha thì rất là sáng luôn, bật pha lên nhá, gảy pha. Úi giời. Gãy vừa nãy là vừa nãy gãy rồi đấy. Đúng rồi, đúng rồi. À chà, mất một bóng bên này. Mất một bóng đèn led gần. Đấy, thế còn đây này. Đấy, tất cả hệ thống đèn của xe thì thiếu một chút này thôi.
vặn hết cái núm lên xong rồi đẩy về pha. Đúng rồi, đấy, nó lên rồi đấy. À chà. Tiếp tục là gãy nào. À thế là một bên này bị đang bị thiếu sót, đó là bóng này và cái bóng này. Cái này thì em sẽ chỉnh sửa cho các bác. Đấy, xe mình có sao tả vệ tội gì bán cho các bác cứ phải chuẩn chỉ. Đấy, thế còn keo chỉ này. Keo chỉ đây. Keo chỉ còn zin nguyên nhá các bác nhá. Keo chỉ còn zin nguyên. Đấy, logo Toyota này. Đấy, xe thì đảm bảo cho các bác không có đâm đụng, không ngập nước, máy số chạy cực kỳ mượt mượt luôn. Dòng này thì nó quá bền bỉ rồi, không cần phải trình bày câu thứ hai. Em đậy capo vào. Đấy, chốt đây này. Đấy. Đấy, có cái gãy cài đấy. Đấy, nãy cài. Rồi, ấn xuống. Rồi, đậy capo xuống. Đấy, các bác có nghe tiếng máy không? Thực sự em cũng khẳng định luôn, các bác không thể nghe tiếng máy trong video luôn vì con này nó quá êm. Vâng, một chiếc xe MPV đến từ thương hiệu Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Mỹ. Đấy, Toyota Sienna. Đấy, dòng xe đẳng cấp, rộng rãi và yêu thương, khỏe khoắn và bền bỉ, đầm chắc và được mệnh danh là phi thuyền mặt đất các bác nhá. Những ai quan tâm đến mẫu xe này thì hãy alo ngay cho Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869158926. Đấy, cửa hàng em tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng, rất vui khi được các bác đến ghé thăm. Và những mẫu xe này thì thi thoảng mới về thôi. Hàng khủ khoằm bao giờ nó cũng hàng nó về nó hiếm, ít khi nó xuất hiện. Thế nên là các bác nào mà thích thì đừng nên bỏ qua cơ hội sở hữu những mẫu xe này. Ấy, những cái đây đèn này, bật đèn pha sáng luôn cả bên trong xe đấy, các bác nhìn chưa? Sáng như là ban ngày luôn. Đấy, hệ thống đèn này. Đấy, rồi đồng hồ này. Đấy, xoay gương này, gương cầu này. Đấy. Và che nắng này, che nắng của xe này. Đấy, che nắng xe đây. Đấy. Các bác có thể nhìn, đây các chức năng hiện đại luôn nhá. Đấy, rất nhiều chức năng hiện đại, đèn pha, đèn cốt này. Đấy, rất nhiều chức năng luôn. Đó, bên này tay cần số tự động này. Và các bác có thể để ý là con này thì có 3 cấp số. Đấy, 4, 3 và L. À 4 L là tốc độ thấp nha các bác nhá. Tua cao tốc độ thấp. Điều hòa thì điều chỉnh đơn giản thôi. Và hộc để đồ đây cũng rất là tiện. Đấy, rất nhiều cái hộc chức năng. Dòng này thì nó đi là sướng rồi. Đặc biệt là cái màn Android này. Màn này mở cam điều hướng rồi. Đấy, mở điều hướng. À, hủy đi. Chúng rồi. Chưa có, cam lùi đây, cam lùi đây, giữ phanh chân cam lùi. Đấy, em sẽ mở cam lùi cho các bác. Đây, camera lùi luôn đây các bác nhá. Đấy, đầy đủ các chức năng hiện đại, tiện lợi, áp dụng trên một chiếc xe xịn sò như con bò này. Ui xời, không gian bên trong thì sáng láng vô cùng luôn. Đấy, ban đêm mà cũng như ban ngày luôn. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Siêu Tô. Quay nốt cái gầm cho nó hoành tráng nào. Ui giời, gầm đây. Tầm này tối rồi, quay gầm nó hơi tối một chút nên các bác thông cảm. Đấy các bác nhìn nhá, gầm không hề mục mọt nhá. Còn ngon nguyên, không hề mục mọt, không lỗi lầm. Đấy, xe rất cứng và đẹp luôn. Vâng, cảm ơn các bác. Đấy, xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đấy, chào anh lùi cái xong rồi tiến lên đây cái nào. Xe rất là xịn và thực sự là quá là êm với một chiếc xe tiền tỷ và bây giờ giá chỉ có nhiều 400. Vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Duy. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.